Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với game Black Mesa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái game này nhé. Ủa gì vậy? Ơi, 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 ơi. Mẹ mày. Hôm nay mình vừa mới mua một chiếc mic mới. Nên mic kia mình cũng để dành đó, khi nào cần xài mình xài. Mình mua một chiếc tai loa mới. Khi nào ví dụ như là cái mic này nó bị gì đó, mình lấy cái mic kia mình xài. Ok. Giờ mình thử cái mic mới nữa. Trước tiên là chúng ta cần phải tìm đồ xem thử qua đây còn gì không. Mất công bỏ lại sót đồ cái gì đó nó khổ lắm. Gán nhất cái nhảy gì? Nhảy yếu xịu rồi đó. Chán bãi pưng. Ok đi. Đạn. Quên lóc đi nha, chưa kịp lựa mà. À, còn có một viên đạn, bãi pưng. Rồi lại nào, mình nghĩ chắc cái mic này nó cũng sẽ xài tốt chứ. Ok. Cái mic kia mình xài cũng đã 3 tháng rồi, nên anh ơi, mình thử mua cái mic. Ủa gì vậy? Ủa, tụi nó đang ngủ. Ngủ rồi câu. Ngủ này câu. Ngủ, ngủ nè, ngủ. Phá đâu người, người đang ngủ. Ngủ cái đầu mày, ngủ chỗ mày chết đi cụ. Ok, tìm luôn. Cô giả lắc. Ok. Vâng, chúng ta vẫn còn súng đạn. Ok. Ôi nhiều này. Một em. Hai em. Ba em. Bốn em. Năm em. Chưa trúng nè. Ồ, còn khá nhiều đấy. Giết hết luôn. Giết tận cỏ. Không chừa ai. What the fuck. Ê. Ê. Ui, có cái nút này nè rồi. Ủa, mình không biết bà ơi. Có cái nút nhám nè. Thế mình không biết. Ok. Đi. Coi coi, có nút nhám nè. Đã. Thông mát. Co. Chết mày chưa cung. Hả? Con bạch tuộc kia. À anh ơi, anh bị nó ăn ghê quá vậy. Ui sao mắc não. Gì mà sao mắc não phở tay chân gì. Loài ra lum nè. Giờ ui nhặt lên. Ê, no. Cúc. Mẹ mày. Chán phải bưng. Ui, nó đâu? Nó đâu vậy? Giật cả mình. Đéo có đạn điếc gì đâu rồi. Họ đeo đầu cái mũ công nhân vô đi. Ok, đấy nó rồi. Bơm máu rồi đó. Mẹ gì mới bơm máu xong nó chơi phát. Ok, đi. What the. Xanh lẻ này. Mình mong là sẽ không có cái chuyện gì xảy ra. Nó mà xảy ra chắc mình cũng chết. Chết quá. Wow. Ủa xong đi cứng. Đứng này. Gì vậy? Sao kinh khủng này. Ơi, ơi, no, ê, anh ba, fuck you. What the fuck? No. Ah, god damn. Fuck you. Mày dám chơi sao đéo tao à? Mẹ. Oh my god. I hope no one expects me to go start. Tôi sẽ không bao giờ qua đó lại. Ui mà. Kinh khủng. Mẹ. Nghi rồi mẹ. Nghi nó rung rung nó sẽ nghi rồi. Cho phát. À, đấy còn gì sống nữa. Có ai không? No. Đi. À, wow, gì vậy? Hey, hey. À, khí ra.
sắp chết rồi. Quên mở cửa rồi, thôi đi. Man. Ui gì vậy, sao cái gì này? Ui kinh ui. Nó có màu đỏ bà ơi. Kinh vãi luôn. Ngu gì vậy cho mẹ ăn. Ui sao nó có màu đỏ ta? Kinh. Ui mẹ nó mắc hay mẹ rồi. Mà mình ngu quá đi, tự nhiên lanh chanh gì ăn tái xuống cổng hai giọt máu. Chán vậy. Hello, chân tay. Ơi, mà ê cơ. Có cái đường bên kia kìa. Ủa, tí nữa mình súng qua đường bên kia coi thử có gì không. Ăn. Lúc này không có nó nút gì nữa. Chụp phải không có gì hết kìa. Có. Mày để đầu cung. Hưa. Ui, thế này. Ok. Ok, giờ mình sẽ đi tiếp. Đi đây, hai nó vô ta. Bỏ cái này ra. Ok. This is my hiding spot. I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. Đừng nói ai tôi ở đây nhé. Ok. Bây giờ tôi bật cái này lên nhé. Ở chết mình á, bên kia mình có bật chưa? Để mình quanh lại cho cũ. Ui la. Stalk kinh khủng. Let's go. Bên này mình chưa bật không ta? Đây. Ok, mình bật rồi. Đã ready chưa ta? Ủa để đâu? Ở nơi nào để coi đây. Ok, chắc nó đã khởi động rồi. Thôi mình cũng đi luôn. Ê tại máu mày đéo có. Như xịt. Chứ không phải. Oh my god. Có cái gì nữa. Ok, mình sẽ quanh lại chỗ con quái vật ba đầu đó. Hầu F6 lại cho chắc ăn đi. Mất công chết nó khổ. Mẹ đéo có gì hết. Chứ không phải. Ê. Lắc. Gì vậy? Thằng nào vậy? Thằng nào chửi nó phát vậy? Mẹ. Ok. Đây. Ê, hết đạn mẹ. What the fuck á. Ồ, đổ lại xuống này, sắc cơn đi. Sắc cơn vẫn được hơn mà. Đây, câu lại đây. Mẹ chứ nào thằng nào chửi nha mày. Hết máu mẹ rồi. Hôm nãy chơi ngu quá, mất hết được máu. Giờ làm gì ta? Đây. Đó đây. Hey, em sao tiếp. Ha ha, chết rồi, yeah. Beat. Hello, anh có bị gì không? Ok. Ok, thành công rồi, 3 giảm sơ. Bắt đầu khởi động cái bộ phận tên lửa đó. Để tiêu diệt con quái vật to lớn khủng khiếp kia. Chết mẹ cũng hai giọt máu. Xong đét gì đây. Giờ nó cho mình búp mình cái, mình cũng ăn hành chết rồi. Vậy. Về gặp mấy con khỉ ho cò gái vậy đây, vậy đây. Này là để cái nhà cho mà bật cái nó lên để cứu hỏa. Máu mày đéo có một motherfucker. Chứ không phải lúa. Giờ lậu điên. Ok.
Giờ mình sẽ quay lại đó. Ngay cái con quái vật nó hú hú mà. Gặp có đẹp gì ở đây? Lê gì thế? Ok. Quay lại chỗ ban ban đại ca đó. Mà nó quấn. Quấn đứa cậu vậy. Sếp. Nhặt lên. Em sao lại. Tránh ra cái coi. Nhặt lên là nhặt đám ma mình nè, nhặt nhặt đám tăng của cuộc đời mình nè. What the. Sorry. Giết nó. À cạn. Cái này, trái này, 1, 2, 3. Hướng nào ta? Đã cầu thang kia. 1, 2, 3. Dạ. Vui quá. Vui kinh khủng luôn. Và còn hai chọc má sống đấy rồi nữa. Nhất phát, thấy mẹ má rồi. Gì mà khó nè. Xuống đi. Sao không chui xuống ta? Nó lì kinh đào. Tí nha con phải chui xuống tay lan chứ. Trời 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 trời. Ui nó lì quá nè. Đâu lì. Thôi ba trái. Trái. Go. Oh yeah. Hoa hoa. Ủa chứ cái này vẫn còn. Vẫn còn bước nữa của cái. Phải. Ôi. Bắt. Giờ cơ mình. Mà chạy bắt mạc rồi bây giờ đi nè. Ok, chạy 1 2. Chạy đéo, chạy đéo nhìn luôn, bố cô. Mẹ mày. Phát dù. Không biết khi nào mà mình mới chạy lên chỗ đó được ta. Skip đi. Chơi máu hết cân rồi. Chơi lát này sợ mất thời gian quá đi. Ok là lần này nữa không được là mình sẽ skip. Giờ ok skip. Bỏ qua khúc này. Cuối cùng mình đã thoát nạn được khủng rồi. Nói chung mình chép cũng hơi là nhiều đó. Đếm trên đầu ngón tay là cũng khoảng hơn 11 lần. Ok. Giờ mình đã trở lại. Để tiêu diệt nó và đèn. Và đèn tụ với mấy cái mạng hồi nãy. Nó dám giết tao. Anh vô anh có vô không? Ủa sao ông này già vậy? Ok ok mẹ. Để chúng mày chạy chưa? Đó kìa. Đó chính là lửa. Ok. Fire này. 1, 2. Chết đi cu. Yeah. Come on bitch. Come on bitch. Chết mình chưa cu. Chết mình chưa cu. Khà 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 khà. Khi khà khà. Khưa. Chắc chắn. Hơ. Bây giờ là mọi thứ đã xong. Chúng ta sẽ đi xuống dưới cái hang đó. Coi thử cái con quái vật đó bị thiêu cháy chưa. Với lại mình chưa có ăn nữa. Mình sẽ xuống dưới đó để là lát lát thịt của nó để làm thức ăn. Ok bây giờ mình sẽ xuống như đó mà lăn chanh là ui sao quá. Ê mình mong là mình sẽ chụp kịp, mong là lóc yên nhanh để mình chụp được cái cầu thang đó. Không tá là gãy giò luôn. Ê chụp nó. What the fuck? Đâu? Mẹ nó, bực không? Bà... Nổi nó. Cái này đi. Xem. Fuck. Tự nhiên, vãi. Và lóc điên lại. Cái này do ngu này, chắc do ngu quá. Ok, nhanh lên nào. Nhanh lên. Come on. Mẹ nó, lâu phải đấy.
xong chưa? Ok. Thôi đi đây. Tạm biệt. Anh đang già rồi, thôi cho anh bị phiền đặng nhé. Bye. Ok đi. Nhìn lên nào. Lo cơ. Thôi. Mình sẽ tạm cân bát ở đây. Nếu các bạn thích thì nhấn like, subscribe nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những part sau của game Black Mesa. Tạm biệt nhé.